Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Live, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Và Thúy Miên rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, phòng bệnh hơn chữa bệnh là một chân lý luôn luôn đúng, nhưng phòng bệnh sao cho đúng và chữa bệnh sao cho không tốn quá nhiều thời gian và chi phí là điều mà chưa hẳn ai cũng biết được. Và chính vì thế, ngày hôm nay chương trình chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân. Vâng, và xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời mời của chương trình. Xin chào Thúy Miền cùng với quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, thưa bác sĩ, tuần vừa qua thì có một vị khán giả gửi thư về cho chương trình, đó chính là anh Nguyễn Thành Nam sống tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, có câu hỏi như sau. Tôi là Nam, năm nay tôi 30 tuổi. Qua Internet tôi được biết, hiện nay có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề yếu sinh lý ở nam giới, đặc biệt là khi tiếp xúc quá nhiều với điện thoại di động và Internet. Vậy có phương hướng phòng bệnh hiệu quả nào mà tôi có thể thực hiện được hàng ngày nhằm giảm bớt lo âu về vấn đề sức khỏe sinh lý của mình không, thưa bác sĩ? Vâng, và trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là điện thoại, laptop và các yếu tố sinh nhiệt ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tinh trùng ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nam đã gửi đến chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết thì điện thoại di động cũng như laptop là những cái vật dụng thường xuyên được sử dụng trong đời sống công nghệ hiện đại. Và đối với một số em nam giới thì đây còn là những cái vật dụng bất ly thân vì ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của các anh. Điện thoại di động khi hoạt động thì nó phát ra một loại sóng mà ta gọi là sóng điện từ, và nó có khả năng đâm xuyên vào trong cơ thể của chúng ta, trong các mô, và bởi vậy nên nó cũng là một yếu tố sinh nhiệt. Đến nay thì chưa có một cái cơ sở y tế nào khẳng định rằng sóng điện từ nó ảnh hưởng tiêu cực, rất tiêu cực đến chất lượng của tinh trùng. Tuy nhiên, sóng điện từ lại có một cái vai trò nhất định đến những cái tế bào non trong cơ thể của chúng ta, trong đó có tinh trùng. Và gần đây, các nhà khoa học với những nghiên cứu của mình trên động vật thì cho thấy rằng nếu như sử dụng điện thoại lớn hơn 2 tiếng một lần một ngày thì sẽ gây nên những cái tác hại rất là xấu đối với chất lượng cũng như khả năng di động của tinh trùng. Tuy đây chỉ là những cái thí nghiệm trên động vật thôi, tuy nhiên nó cũng phần nào phản ánh cái vai trò của sóng điện từ đối với chất lượng tinh trùng, và từ đó chúng ta có thể thấy được cái vai trò không thực sự tốt khi chúng ta sử dụng điện thoại di động liên tục trong một ngày. Bên cạnh đó thì laptop, một thiết bị làm việc công nghệ rất là gần gũi và thân thiết với các đấng mày râu, thì cũng là một nhân tố mà chúng ta nhìn nhận như là một cái nguồn nhiệt rất là gần cơ thể của chúng ta. Với cái tư thế như để laptop trên đùi hay là ngồi làm việc mà để rất là gần một phần sinh dục thì đây là một nguồn nhiệt rất là lớn đối với cơ thể của chúng ta. Và chỉ với hai cái thiết bị rất là gần gũi là điện thoại di động và laptop, chúng ta đã thấy đây là những nguồn nhiệt thường xuyên tiếp xúc với cái bộ phận sinh dục của nam giới, và cũng từ đó mà ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng và tinh dịch của nam giới. Thì trở lại câu hỏi của anh Nam, thì để mà có những cái hoạt động thường ngày gắn liền với điện thoại di động cũng như là laptop mà lại không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của nam giới thì chúng ta nên chú ý về thứ nhất là thời gian sử dụng. Chúng ta không nên sử dụng laptop cũng như là điện thoại di động quá nhiều trong một ngày, cũng như là không nên để chúng quá gần bộ phận sinh dục của nam giới. Và đặc biệt là chúng ta nên làm việc trong cái thời tiết, trong cái khí hậu của mát mẻ, cũng như là thường xuyên vệ sinh bộ vùng kín, cũng như là sử dụng những cái đồ lót có chất liệu cốt tông và thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và ngoài ra thì một cái thói quen rất là xấu của các anh nam giới đó là khi mà ra khỏi bãi để xe là ngay lập tức ngồi lên xe luôn. Thì khi mà bãi để xe không có mái che thì cái yên xe là một vật sinh nhiệt rất là lớn. Do đó thì các anh nam giới nên có những cái động tác như là chúng ta để xe ở những nơi râm mát, hoặc là chúng ta làm mát yên xe trước khi chúng ta di chuyển, thì cũng có tác dụng rất là tốt trong việc phòng tránh cái tác động xấu của yếu tố sinh nhiệt đến tinh hoàn của nam giới. Vừa rồi là cái tác hại cũng như là cái ảnh hưởng của laptop cũng như là điện thoại đến sức khỏe sinh lý của nam giới. Vậy thì thực phẩm thì sao, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh lý nam giới như thế nào, và ta nên ăn uống như thế nào để
tốt cho mình và làm cho phái mạnh, cảm thấy là tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý phái mạnh hơn, thưa bác sĩ? Về vấn đề dinh dưỡng thì như chúng ta đã biết, dinh dưỡng có vai trò rất là quan trọng với sức khỏe nói chung và đặc biệt là sức khỏe sinh lý nam. Rất là nhiều bệnh nhân gặp trực tiếp cũng như là gọi điện cho bác sĩ và muốn biết rằng những cái nhóm thực phẩm nào sẽ có vai trò tốt và cải thiện cái sức khỏe sinh lý ở nam giới và cũng như là việc sử dụng chúng như thế nào. Thì cái nhóm thực phẩm có vai trò rất là tốt trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý nam có thể liệt kê đến như là hàu biển, như là tôm, như là thịt bò hoặc là thịt chim sẻ, thịt rắn. Về thực vật chúng ta có thể sử dụng những thực phẩm như là măng tây. Thì những thực phẩm này ngoài việc cung cấp một lượng rất là lớn protein cho cơ thể thì nó có cái khả năng cải thiện rất là tốt sức khỏe của các anh nam giới. Dạ vâng, vậy thì không biết là mình nên sử dụng các thực phẩm này như thế nào để nó mang lại hiệu quả tốt nhất mà nó không gây ra các tác dụng phụ vì sử dụng nhiều quá không ạ? Rất là nhiều người nghĩ rằng chúng ta cung cấp càng nhiều, chúng ta ăn càng nhiều thì càng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì đây cũng không hẳn là một quan điểm chính xác. Việc cung cấp thực phẩm cho chúng ta phải phụ thuộc vào cái nhu cầu dinh dưỡng cũng như là khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Do đó, việc sử dụng thực phẩm như bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta nên sử dụng 1 đến 2 lần cho mỗi loại thực phẩm trong một tuần. Và chúng ta sẽ luân phiên thay đổi các thực phẩm này trong các bữa ăn trong tuần. Như vậy thì chúng ta vừa không tạo cảm giác nhàm chán với các món ăn mà lại cung cấp đầy đủ các cái thực phẩm và các nhóm dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta thì sẽ giúp cải thiện rất là tích cực cái tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Vâng, và sau khi thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý thì còn những bí quyết nào giúp cải thiện sức mạnh cho nam giới không ạ? Ví dụ như là tập luyện thì ta cần tập luyện ra sao và thay đổi thói quen sinh hoạt thì thay đổi như thế nào? Ngoài chế độ dinh dưỡng thường ngày thì cái việc tập luyện và chế độ sinh hoạt cũng có vai trò rất là quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý nam. Việc thay đổi những thói quen từ những công việc rất là nhỏ thường ngày cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến việc cải thiện sức khỏe sinh lý nam. Chỉ đơn giản như là các anh có thể chia nhỏ cái khoảng thời gian làm việc 8 tiếng của mình thành những khoảng thời gian nhỏ và giữa những khoảng thời gian đấy chúng ta có một cái khoảng nghỉ. Ví dụ như là chúng ta có thể đi bộ xung quanh công việc làm việc của mình hoặc là làm những động tác thể dục tại chỗ rất đơn giản và không gắn mắt của mình với máy tính làm việc nữa cũng là một việc thay đổi thói quen nhỏ nhưng có vai trò rất là lớn trong việc cải thiện sức khỏe của các anh nam giới. Ngoài ra thì việc chọn cho mình một môn thể thao để thường xuyên tập luyện cũng rất là tốt cho sức khỏe. Và những môn thể thao mà thường được khuyên các anh tập luyện ví dụ như là bơi lội hoặc là chạy bộ hoặc là cầu lông, là các anh ngủ đủ giấc, uống đủ nước, ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ và đặc biệt là nói không với thuốc lá, rượu, bia và cà phê cũng như các chất kích thích khác thì cũng có cái sự cải thiện rất là tốt với lại cái sức khỏe sinh lý nam của các anh. Cái biểu hiện những cái hành động rất là xấu cho sức khỏe nói chung và đặc biệt là sức khỏe sinh lý nam. Vâng, và quý vị thân mến, như vậy thì có thể liệt kê ra các món ăn rất là tuyệt vời cho sức khỏe sinh lý của phái mạnh, ví dụ như là thịt rắn này, thịt dê, chim sẻ, hàu tôm hay các thói quen lành mạnh như hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, ngủ đúng tư thế hay đơn giản chỉ là nghỉ ngơi đúng cách thôi cũng đã là những phương pháp phòng chống yếu sinh lý ở phái mạnh vô cùng tuyệt vời rồi. Và hy vọng anh Nam đã giảm bớt được phần nào gánh nặng của mình. Và để có thể cập nhật thêm những thông tin cũng như là được giải đáp các thắc mắc về bệnh yếu sinh lý ở nam giới, quý vị có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 0854400102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây cũng đã hết. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thành Luân đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thúy Miền và cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.